Ok, xin giới thiệu các em là hôm nay thầy sẽ chữa cho ông ta cái phần là 100 câu phát biểu đúng sai. Phần đầu tiên, 50 câu đầu tiên. 50 câu đầu tiên nó là 50 câu dễ thôi. Nhá. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy nhá. Nào, xem nào. Đâu rồi? Một ạ, metin format có công thức phân tử là C2H4O2, yes or no? Đúng hay sai? Đúng hay sai ạ? Đúng, chính xác. Đây, metin format mình viết nó ra nhé. HCOOCH3. Ok, vậy nó là gì ạ? Đúng là C2H4O2 không? Đúng rồi. Câu 1 đúng, chính xác. Câu 1 đúng. Đấy, làm này nó luyện cho ông ta cái cách tư duy rất nhanh. Nào. Hai nào. Hai đúng hay sai ạ? Các bạn cùng comment đáp án xem nào. Hai đúng hay sai? Luyện xong 100 câu này bá đạo luôn. Bá đạo trên từng một đoạn. Luyện bộ này nó dã man lắm. Nó làm chắc cho ông ta phần kiến thức nền tảng nhá. Chính vì vậy nên là thầy mới soạn ra phần này để cho chúng ta cùng luyện tập cùng làm. Đấy, thì như thế thì kiến thức lý thuyết chúng ta nó chắc. Metin format là este của axit ethanoic. Xem nào, metin format HCOOCH3. Đúng không? Thì nó là este của anh axit nào? Nó là este của, nó được tạo từ anh axit là HCOOH cơ mà. Vậy nó phải là este của HCOOH chứ, là axit formic chứ, không phải là axit ethanoic. Vậy là hai sai lẻ. Thấy không? Làm này fail không? Đấy, anh em comment nhà nhiệt tình vào nhé. Nào. Câu số 3 nào. Câu số 3 xem bạn nào làm đúng nào. Thủy phân các este và chất béo trong môi trường kiềm thì đều thu được sao? Đúng hay sai? Câu 3 này mới nhiều đứa bị lừa này. Thực sự đấy, câu 3 này mới nhiều đứa bị lừa. Thế thì bây giờ để thu được xà phòng thì chúng ta phải hiểu định nghĩa xà phòng là gì. Đúng không? Xà phòng. Định nghĩa xà phòng là gì? Xà phòng là muối natri hoặc kali, đúng không? Của axit béo. Chất béo thì đúng là tạo thành xà phòng, nhưng este thì không tạo thành xà phòng được. Đúng không ạ? Vậy ba sai. Ok. Dễ hiểu ok. Nào, có 4 nào. 4 đúng hay sai? Đấy, làm cái này nó khủng lý thuyết liền. Câu số 4 ạ. Phản ứng thủy phân, este, chất béo trong môi trường kiềm đều gọi là phản ứng xà phòng hóa, đúng hay sai? Làm bọn này phê tít. Đã, khóa nền tảng là mục tiêu là thầy sẽ dạy đến hết chương trình lớp 12 trước tháng 2 dương lịch để mà chúng ta có thể đi có nhiều thời gian ôn hơn, bởi vì như vậy thì chúng ta mới đạt điểm cao trong đề thi được. Nhá. Thế thứ hai nữa là bạn nào mà muốn thắc mắc về trong khóa live thì dạy như nào, các bạn có thể hỏi các cái bạn mà đã và đang học khóa live thầy. Cực kỳ bá đúng không anh em? Các bạn cũng thử comment xem nào. Hai từ để thể hiện ở bên trong khóa live của thầy học như nào cho các bạn bên ngoài thèm. Nào, có 4 nhá. Phản ứng thủy phân este và chất béo trong môi trường kiềm đều được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Cái này đúng đúng không? 4 đúng, chính xác. 4 đúng ạ. 5. Ôi giời ơi. 5 đúng hay sai các em? 5 ạ. Các este và chất béo thì ít tan trong nước, nhưng nó lại tan tốt trong dung môi hữu cơ. Cái này đúng hay sai? Este, chất béo ít tan trong nước, nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ. Đúng hay sai ạ? Đúng hay sai ạ? Cái này mới hay đấy. Này, chọn đúng hay sai mới căng. Ban căng luôn. Yes or no? Tình hình chiến sự khá ban căng, bởi vì phần này anh em hơi bị sợ phần này nhờ. Đúng không? Sợ chết khiếp. Mấy cái kiểu nhận định thì kinh. Năm đúng hay sai? Yes or no? Mạnh dạn lên kem. Sợ gì? Đúng nhá. Đúng nhá. Ok nhá. Nào. Câu số 6.
isoamin acetat là este có mùi chuối chín. Đấy chưa? Nào. Isoamin acetat là este có mùi chuối chín. Thấy dậy về mùi rồi. Mùi chuối chín là của thằng nào? Isoamin acetat đúng không? Chính xác, đúng, rất tốt. Tiên Dương em, chính xác, isoamin acetat là este mùi chuối chín. Nào, ý 7 nào, 7 đúng hay sai? 7 đúng hay sai? Khối lượng phân tử của este và chất béo càng lớn thì nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy càng cao. Khối lượng phân tử của este và chất béo càng lớn thì nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy càng cao. Đúng hay sai? Kinh nhỉ? Đấy, anh em nào học trước rồi vào đây thì cũng toang hết. Những câu hỏi này nó xoáy sâu về mặt kiến thức. Để mà các bạn chú ý nhá, các bạn mà chỉ cần trả lời khoảng độ tầm sai 10 trên 50 câu thôi là các bạn phần kiến thức lý thuyết ST là các bạn chưa chắc đâu. Các bạn cần phải học cho chắc. Nhá. Được không ạ? Các bạn cần phải học lại cho chắc. Nhá. Khối lượng phân tử của ST và chất béo càng lớn thì nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy càng cao. Đúng hay sai? Đúng rồi, chính xác đúng không? Vậy đúng. À, xem nào. Đây 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 đây, quay lại câu này xem nào. Este và chất béo ít tan trong nước. Ừ, cái câu ít tan này không hay lắm nhỉ, nó phải là không tan trong nước mới đúng hơn. Đúng không? Phải là không tan trong nước thì chuẩn hơn. Ừ, thế thì câu này chọn sai. Câu này chọn sai chuẩn hơn. Bởi vì chỗ này nó là este và chất béo nó phải là ít tan. Rồi, nó phải là không tan cơ. Sai. Ở đây nó phải sai cái từ ít. Nó phải là không tan nhá. Ok ạ. Câu số 8 nào. Các este đơn chức thì đều tác dụng với NaOH hoặc theo tỷ lệ mol 1:1, đúng hay sai? Yes or no? Trời ơi. Làm bọn này bây giờ mới toang này. Đúng rồi. Chính xác. Thầy lấy ví dụ một thằng tỷ lệ 1:2 nhé. Este của phenol này. HCOO C6 H5. Đúng đơn chức chưa? Một chức đây này. Tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1. Có phải 1:1 không? Không phải nhá. Nó là 1:2. Để tạo thành HCOONa cộng với C6H5ONa cộng với H2O. Ok chưa? Vậy đúng chưa? Vậy cái 8 này sai các bạn nhá. 8 sai. 9 ạ. 9 nào. Chất béo lỏng có khả năng làm nhạt màu dung dịch nước brom. Đúng hay sai? Hôm nay mình học cái này chỉ có làm đúng và sai thôi. Hai cái sự lựa chọn đơn giản. Thế giờ mình phải phân tích với nhau. Chất béo lỏng là gì đã? Đấy, chất béo lỏng là gì? Chất béo lỏng là những anh chất béo mà được tạo bởi từ gốc hydrocarbon mà còn nối đôi CC. Đúng chưa? Vậy chất béo lỏng là bên trong gốc của nó còn nối đôi CC. Và bởi vì là nó có cái gốc còn nối đôi CC nên nó tác dụng được với brom. Đúng không ạ? Đấy, tác dụng được với dung dịch nước brom nên nó nhạt màu dung dịch nước brom là đúng. Đúng nha. Ủa ơi. Chơi hẳn cả mùi hoa lan thế này thì toang thật. Benzin propionate có mùi hoa lan ạ. Căng cực. Anh em nghĩ sao? Benzin propionate có mùi hoa lan đúng hay sai? Đúng rồi, mùi sai, chính xác. Câu 11 ạ. Tồn tại este chỉ có C, H và O khi đốt cháy cho số mol CO2 nhỏ số mol nước. À, vậy là cái câu hỏi này là nó tương đương với việc là có tồn tại cái anh este mà chỉ có CH và O khi đốt cháy cho số mol CO2 nhỏ hơn số mol nước không? Có không? Thế thì CO2 nhỏ nước hay là số mol nước lớn hơn số mol CO2? Đúng chưa? Và khi thế này thì nó sẽ là một hợp chất có dạng là CnH2n cộng 2 OX. Vậy cái này là có không? Có tồn tại este này không? Thì câu trả lời là không tồn tại. Tại sao lại không tồn tại? Tại vì este bắt buộc nó phải có chức COO rồi.
thì chiếc CO này đã chứa một nối đôi CC, một nối đôi CO rồi. Số pi đã bằng 1 rồi, mà ở đây là không pi. Vậy là không tồn tại. Hoặc đơn giản, các em nghĩ đơn giản thế này. Este no nhất, đẹp nhất, hay gặp nhiều nhất nó là CnH2nO2. Đúng chưa? CnH2nO2 thì đốt cháy luôn luôn là cho N nước bằng NCO2 chứ không phải N nước lớn NCO2. Vậy cái 11 này sai. Ok nhá. Cái 11 này sai. 12 nào. 12 nào. Thủy phân hoàn toàn chất béo thì luôn thu được glycerol, đúng hay sai? Thủy phân hoàn toàn chất béo thì luôn thu được glycerol, đúng hay sai? Rồi, thầy đúng hay sai? Thủy phân hoàn toàn chất béo thì luôn thu được glycerol. Đúng không nhỉ? Mọi chất béo của chúng ta thì nó đều có dạng là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Thì thủy phân nó, kể cả thủy phân trong môi trường nước, trong môi trường axit hay môi trường NaOH, thì chúng ta đều luôn luôn thu được là C3H5OH tất cả 3 lần. Đúng không? Ta luôn luôn thu được glycerol. Vậy 12 đúng. 12 đúng. 13. Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm thì đều tạo mối và ancol, đúng hay sai? Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm thì đều tạo mối và ancol, đúng hay sai? Đây thầy lấy ví dụ của anh este. Ví dụ như anh HCOO CH nối đôi CH2 thủy phân trong môi trường kiềm NaOH thì mình sẽ tạo thành là HCOONa cộng với lại CH3CHO. Thì có phải là tạo thành muối và ancol không? Không, mà nó tạo thành muối và aldehyd đây này, chứ không phải ancol nhá. Vậy 13 sai. Ok chưa? 14 nào. Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm carboxylat. Carboxylat ạ. Câu 14 ạ. Đúng hay sai ạ? Sai đúng không? Sai hoàn toàn. Sai lè cổ luôn. Đấy, các em thấy phần này làm sướng không? Mình ôn lý thuyết cực xịn luôn. 15 ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như là chia sẻ lại buổi học này lại về tưởng. Các em hãy giúp thầy tag các bạn của các em vào đây. Xong rồi chia sẻ buổi học này lại nhé. Ok, câu 15 ạ. Muối natri của các axit béo được dùng để sản xuất xà phòng. Ok, cái này nghe đúng đúng nhỉ? Đúng không? Muối natri của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng. Muối natri của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng. Quá đúng còn gì nữa. Chính xác ạ. 16 ạ. Este là dẫn xuất của axit carboxylic. Este là dẫn xuất của axit carboxylic. Thì thực ra bởi vì là cái thằng axit carboxylic là RCOOH nó cộng với lại R'OH thì nó tạo thành RCOOR' cộng nước. Nên este đây nó chính là dẫn xuất của axit carboxylic là đúng. 16 đúng. Đấy, thầy thấy rất nhiều bạn comment đúng nhá. Tuyên dương tất cả các bạn và các em, đúng không? 16 dễ nhỉ. 17 nào. Phenol có thể tạo este với axit acetic. Sản phẩm thu được có tên gọi là phenin acetat. Ủa, câu này nhiều đứa nhầm. 17 đáp án gì? Các bạn thử làm xem chọn 17 đáp án gì ạ? 17 này á, top 1 sai lầm của hóa học luôn nhá. Top 1 sai lầm luôn. Thấy rồi, khẳng định 17 nó là top 1 sai lầm trong cuộc đời của các em. 17 nào. 17 các bạn chọn đáp án gì? Acid acetic phenol nhá, C6H5OH có tác dụng được với CH3COH không? Câu trả lời là không. Mà để tạo thành phenin acetat nó phải là, cái này là những bạn nào học lý thuyết của thầy là các bạn nên nắm được này. Phải hôm nọ thì vừa mới dạy là gì nhỉ? Cho C6H5OH tác dụng với cái gì các em nhớ không?
Các bạn nhớ không? Các bạn nhớ không? Các bạn comment xem nào. Buổi trước, buổi lý thuyết thầy dạy là C6H5OH tác dụng với cái gì để tạo thành phenylacetat à? À đúng rồi, tác dụng với anhydrid acetic nhá. Thì nó mới tạo thành CH3COOC6H5. Ok chưa? Vậy 17 sai. 18. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật. Đúng hay sai? Chất béo ạ. Chất béo nó là thành phần chính của dầu mỡ và động thực vật. Kinh nhỉ. Những câu này của thầy, khi mà thầy hỏi ra thì các em thấy không? Các bạn nhớ nhé, trong 50 câu này các bạn chỉ cần sai 10 câu thôi là cái phần kiến thức lý thuyết về este lipid của các bạn gặp vấn đề và thầy đang khám bệnh cho các bạn nhá. Và các bạn cần phải học chắc kiến thức este lipid hơn. Đấy, chúng mình đang khám bệnh. Xem các cháu có bệnh không. 18 này của chúng ta là đúng. Ok chưa? Nào 19 à. Este tồn tại ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí và ít tan. Ít tan hoặc không tan trong nước. Đúng hay sai đây? Este tồn tại ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí và ít tan hoặc là không tan trong nước. Căng nhỉ? Quá căng. Este tồn tại ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. Thế này nó sai ngay từ đầu rồi. Đúng không? Sai ngay từ đầu. Sai lè. 20 ạ. Ở điều kiện thường, este thường ở trạng thái lỏng và có mùi thơm. 20. Ở điều kiện thường, este thường ở trạng thái lỏng và có mùi thơm. Đúng hay sai? Ở điều kiện thường này, este thường có trạng thái lỏng và có mùi thơm. 20. Chính xác. Thường tại trạng thái lỏng, đúng rồi, có mùi thơm, chính xác luôn. Đúng. 21. Este tan tốt trong nước tạo thành dung dịch trong suốt. Este tan tốt trong nước tạo thành dung dịch trong suốt. Cái này vừa nãy, từ nãy đến giờ mình nói suốt rồi. Este nó có tan tốt trong nước không em? Không, đúng không? Nó không có liên kết hydro với nước nên nó không tan tốt trong nước được đâu nhá. Sai. Thấy không? Thầy nhắc lại một lần nữa là với 50 cái nhận định đúng sai này, bạn nào mà sai quá 10 cái thì bạn ấy cần phải xem lại cái việc mà chúng ta học cái lý thuyết este nhá. Đấy. Câu 22, kể cả là học sinh của thầy luôn, học sinh của thầy mà nếu mà sai quá 10 em trong này thì các bạn phải coi lại hết toàn bộ cái phần bài giảng về lý thuyết của thầy nhá. Thầy nhắc nhở trước. 22 ạ. Xà phòng hóa chất béo thì luôn thu được glycerol, đúng hay sai? Xà phòng hóa chất béo là cho chất béo cộng với NaOH. Đấy, xà phòng hóa chất béo luôn thu được glycerol. Đúng hay sai ạ? Xà phòng hóa chất béo. Hay chất béo là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Xà phòng hóa là cộng với NaOH thì mình sẽ thu được là RCOONa cộng với lại C3H5OH 3 lần. Đúng không? Thì đúng là luôn thu được glycerol không? Chính xác chưa? 22 đúng. 23 nào. Muối của bari, canxi với axit béo được gọi là xà phòng. Căng không? Nói thật với các em chứ thực ra ấy, các em hay bị rất là bị tập trung theo cái việc mà học khóa là làm theo, là chỉ tập trung vào bài tập. Mà các em quên mất rằng là 60% điểm của môn hóa, có nghĩa là 24 câu đấy, nó nằm ở lý thuyết. Và nếu chúng ta không nắm chắc lý thuyết thì chúng ta không thể nào làm được bài tập.
Chính vì vậy nên cái điều kiện tiên quyết để cho tất cả các anh chị học sinh của thầy được điểm cao ấy, đấy là cái việc mà các anh chị ấy phải làm, phải nắm chắc lý thuyết, phải có một cái tư duy logic lý thuyết. Ví dụ như anh Đức Anh là anh ấy làm là thủ khoa khối B năm nay là anh làm không sai một câu lý thuyết nào. Đấy. Câu 23 nhá, muối của bari với canxi với axit béo được gọi là xà phòng là sai, nó phải là muối của natri và kali. 23 sai. 24 ạ. Thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc trong môi trường bazơ thì thu được tối đa 4 chất hữu cơ. Ủa. Thủy phân, câu này cũng căng nhỉ. Câu này mình phải logic đấy, xem đấy. Xem nào. Thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc trong môi trường bazơ thì thu được tối đa chất hữu cơ. Ví dụ như là C15, H31, COO, CH2, C17, H33, COO, CH2, C17, H35, COO, CH2 thì thủy phân trong môi trường axit hoặc trong môi trường bazơ thì mình sẽ thu được là C15, H31, COONa, C17, H33, COONa, C17, H35, COONa cộng với C3, H5, OH3 lần. Thì các em nhìn không ạ? Có đúng là tối đa chúng ta thu được 3 hợp chất hữu cơ không? Chính xác chưa? Vậy 24 này chúng ta đúng, tối đa thu được 3 hợp chất hữu cơ nha. Đấy, phải có thầy ở đây, phải có ví dụ ở đây chúng ta mới làm được. Nào, câu 25 nào. Ở điều kiện thường thì triolin ở trạng thái lỏng, đúng hay sai? Thế trong đầu mình phải nhớ là những cái anh chất béo nào thì sẽ tồn tại trạng thái lỏng và những anh chất béo nào thì sẽ tồn tại trạng thái rắn, đúng không? Thì mình có trạng thái lỏng thì nó là mình sẽ có là chất béo mà không no thì là lỏng, còn chất béo no thì ở rắn. Thế anh triolin này nó là C17, H33, COO, tất cả 3 lần C3H5. Thì bên trong cái anh C7H33 này có nối đôi CC nên nó được gọi là chất béo không no. Chính vì vậy nên câu 25 này ở điều kiện thường triolin ở trạng thái lỏng là chính xác. Đúng. Kính chưa? Câu 26 ạ. 26 ạ. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit. Đấy, câu 26, chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thì thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng hay còn gọi là dầu. Cái này đúng hay sai? Ôi dồi ôi, cái này dễ quá nhỉ. Mình vừa nói xong nhỉ. Gốc không no của axit thì thường chất lỏng đúng không? Được gọi là dầu. Nhưng mà cái từ sau này, hay dầu bôi trơn máy, các em thấy không? Sai lè chưa? Tất cả nó đúng, cả đều đúng. Nhưng đến cái chỗ mở ngoặc đấy nó lại sai. Vậy thì nó là đúng hay sai? Sai. Đúng không? 27 này. Geranin acetat có mùi hoa hồng. Hoa hồng. Hoa hồng ạ. Geranin acetat có mùi hoa hồng ạ. Cái này học rồi. 27 đáp án gì? Geranin acetat. Đúng rồi, dầu bôi trơn máy nó chỉ chứa C và H thôi, nó là các hydrocarbon mạch dài. Geranin acetat của mùi hồng là đúng. Câu 28 ạ. Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm là AOH hoặc KOH thì tạo ra glycerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm là AOH hoặc KOH thì tạo ra glycerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Đúng rồi, chính xác, đúng không? Hỗn hợp muối của các axit béo, chính xác. 28 đúng. 29 ạ. Hồi 29 giờ để cho các bạn trả lời trước hết đi. Các bạn cùng làm xem là 29 đáp án gì.
xà phòng hóa chất béo, thu được hỗn hợp muối của các axit béo. Ui, được gọi là bột giặt đó. 29 đúng hay sai anh em? Xà phòng hóa chất béo, thu được hỗn hợp muối của các axit béo. Thì các muối của axit béo nó được gọi là xà phòng. Còn bột giặt nha, bột giặt nó còn nhiều chất tẩy rửa khác, chứ nó không phải chỉ có mỗi xà phòng đâu. Nên các bạn đừng ngộ nhận nhá. Nó là xà phòng thôi ạ, chứ không phải bột giặt. 29 sai. 29 sai nhá. 30. 30. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo. Thầy cười là sai rồi. Thế thầy khóc là đúng à? Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glycerol. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo. Đúng rồi. Nhưng mà xà phòng hóa thì nó không phải ra axit béo, mà xà phòng hóa nó để ra xà phòng chứ. Hoặc là muối của axit béo và glycerol. 30 là sai. Đấy, anh em toàn bị lừa thôi. Thế bị lừa sấp mặt chưa? Quá sấp mặt. Thấy không? Các bạn thấy không? Kinh điển không? Đấy, cái bộ tài liệu này nhá, phải sở hữu, mà về là phải làm. Làm thật nhiều để cho không bị bao giờ bị sai nữa. Chứ bị sai này nhục quá nhỉ. 31 nè. 31 ạ. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và không thuận nghịch. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Đúng. Và phản ứng xà phòng hóa là phản ứng hoàn toàn nên nó không thuận nghịch. Chính xác. Vậy 31 đúng. 32 ạ. Nào các bạn cùng xem nào. 1 đúng mà. Xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn thủy phân trong môi trường axit này và không thuận nghịch, đúng mà. 32 ạ. 32 nào. Khám lại mắt, đúng rồi, phải đi khám mắt rồi. Nào này nhỏ quá nhờ. Nhẹ nhàng như thế này thôi. Nhẹ nhàng như một cơn mơ thôi mà anh em sai quá nhiều luôn. 32 ạ. Xà phòng hóa tristearin thì ta sẽ thu được C15, H31, CONA và ethanol. Sai lè rồi. Đấy nhá, thầy vẽ cho xem. Tristearin C17, H35, COO tất cả 3 lần, C3H5. Đây, xà phòng hóa là cộng NaOH thì thu được C17, H35, COONA cộng C3H5, OH3 lần. Thì có đúng là đây nó phải thu được C17H35 CONA cơ, chứ không phải là C15H31 CONA. Không phải vài ethanol mà nó phải vài glycerol. 32 sai. 33. Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như este, chloroform, xăng dầu. Đúng không? Đúng, chính xác. Đấy, nào này vui mắt không? Và tư nào. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. Ồ, thế lớp mình là nhiều bạn học đến bài chất béo rồi à? Nhanh thế. Xịn thế. Học nhanh thế. Thầy biết nhé, có rất nhiều bạn là học nhanh nhưng mà lý thuyết thì lủng. Bài tập đôi khi cũng không chắc. Chẳng biết các bạn học nhanh để làm gì. Không bằng các bạn học chắc ngay từ đầu. Bởi vì học chắc ngay từ đầu thì điểm số của mình nó sẽ là chắc chắn. Mà tự phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. Thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng hoàn toàn, không phải thuận nghịch. Sai. 34 sai. 35. Khi đun nóng chất béo với dung dịch H4 loãng thì thu được glycerol và axit béo. Cái này đúng chưa? Đun nóng chất béo với dung dịch H2O4 loãng thì thu được glycerol và axit béo, đúng. Anh 34 này sai nhá. 36. Chất béo là những chất lỏng. Ôi, thế đây là cái chất gì?
Đây là chất gì? Má thầy là chất gì? Chất béo nó có hai khả năng đúng không? Hoặc là chất lỏng hoặc là chất rắn các bạn nhá. Vì vậy nên là những chất lỏng là sai. Này sai lè luôn. Sai lè cổ luôn. 37 ạ. Khi thay nhóm OH ở nhóm carboxin của axit carboxylic bằng nhóm OR với R là gốc hydrocarbon no không no hoặc thơm thì thu được este, đúng hay sai? Thay nhóm OH ở nhóm carboxin của axit carboxylic bằng nhóm OR với R là gốc hydrocarbon no không no hoặc thơm thì thu được este. Cái này chính xác. Cái này chính là định nghĩa của este nhá, đúng luôn. 38 ạ. Lúc nào thấy cười sảng là biết câu ấy sai. Vậy là bây giờ là đúng sai là theo nụ cười của thầy à? Toàn quá nhỉ. 38 này. Đa số este ở trạng thái lỏng. Đa số este ở trạng thái lỏng. Những este có phân tử khối lớn có thể có trạng thái rắn như mỡ, động vật, sáp ong. Nghe đúng phết nhỉ? Nghe đúng phết đúng không? Và nó đúng. Câu 39. Nhiệt độ sôi của este cao và cao hơn cả ancol nó dùng số nguyên tử carbon. Cái này sai. Anh este của chúng ta là nó không có liên kết hydro nhá. Các bạn nhớ este không có liên kết hydro. Este là không có liên kết hydro. Được chưa? Và do không có liên kết hydro nên dẫn đến là nhiệt độ sôi chấm phẩy nhiệt độ nóng chảy của este nó phải nhỏ thằng ancol, tại ancol có liên kết hydro. Đây này, các bạn bảo là cô nó dạy, cô bạn ấy dạy đến chương 2 này, cô dạy nhanh. Thực ra thì cả lớp off lẫn kể cả lớp live của thầy cũng chuẩn bị sang chương 2, cũng không nhanh lắm. Nhưng mà cái quan trọng của cái việc mà học nhanh hay học chậm, đấy là cái việc mà chúng ta chắc lý thuyết đến đâu. Thầy đề cao cái việc mà chúng ta học chắc lý thuyết. Nếu mà học nhanh mà các bạn làm 50 câu này mà chỉ bị sai dưới 10 câu thì vẫn gọi là tạm ổn. Thực ra là anh em phải đúng 100%, nhưng thôi tạm ổn, thế gọi là tạm ổn. Thế còn nếu mà sai quá 10 câu thì chứng tỏ bọn em bị lủng quá nhiều, phải học lại. Hiểu không ạ? Cái 39 này là cao hơn cả ancol là sai nhá. 40 ạ. Nhiệt độ sôi của este thấp dễ bay hơi do không tạo liên kết hydro giữa các phân tử. Đúng chưa? Quá đúng. 41. Este ít tan hoặc là không tan trong nước do nó không tạo liên kết hydro giữa các phân tử với nước. Este ít tan này hoặc không tan trong nước do nó không tạo liên kết hydro giữa các phân tử với nước. Quá đúng luôn. 41 quá chuẩn luôn. 41 không sai đâu được luôn. 42 ạ. Nào 42 các em ơi. 42 nào. Các bạn không chọn 42 đáp án gì? Đấy, các bạn thấy kinh không? Cái phần này nhá. Cái phần này là cái phần mà thầy thực hiện, thầy làm là để cho các bạn có thể nhìn lại được là cái kiến thức hóa phần este lipid của các bạn có bị lủng hay không. Nó coi như là cái phần mà gọi như chúng ta mini test ấy. Nhá, mini test. Các bạn chú ý rằng là ở trên fanpage của thầy có rất nhiều chuỗi, trong đấy có cả chuỗi là 30 phút mỗi ngày làm 20 câu lý thuyết và 15 phút mỗi ngày làm 5 câu bài tập để cho các bạn có thể có bổ sung được kiến thức cơ bản của môn hóa học hơn. Đấy là vì là thầy muốn thực hiện là để cho các bạn cùng giỏi hóa hơn nha. Nên các bạn cố gắng theo dõi những cái chuỗi đó của thầy. Còn lại là live stream thì thầy sẽ live stream cố định vào tối thứ năm hàng tuần nha, để cho các bạn dễ theo dõi. Nhớ click vào nút chuông, click vào nút xem trước để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào của thầy. Ok không? Câu 42 ạ. Đa số các este có mùi thơm đặc trưng như isoaminacetat có mùi thơm của chuối. Đúng. Etin isovalerat có mùi của táo. Mùi của táo có đúng là như vậy không ạ? Đúng rồi. Vậy ở đây chính xác. 42 chính xác ạ. 43 ạ. 43 nào. Thủy phân este X thu được hai muối hữu cơ thì X nó là este của phenol. Đúng.
x phải este của phenol. Nhưng mà nó có công thức như này là sai nhá. Nó có công thức là RCOOC6H4R phải mới đúng. Bởi vì ví dụ nhanh HCOOC6H4CH3 thì thủy phân trong môi trường kiềm, được chưa? Thì nó cũng thu được HCOONa và CH3C6H4. ONa mà, và nước mà. Thì este của phenol là đúng, nhưng mà có công thức thế này là sai, được chưa? Vì vậy nên 43 sai. Ok chưa? Đấy. 44. Este có thể tham gia phản ứng thế, cộng và tách và trùng hợp. Nào. Este có thể tham gia phản ứng thế, cộng, tách và trùng hợp. Đúng hay sai? Thế nhá, este thế được. CH3COOCH3 mà cho tác dụng với clo, ánh sáng, nó hoàn toàn thế được, tạo thành CH2ClCOOCH3 cộng HCl. Thế là thế được. Cộng cũng cộng được. Đây ví dụ CH nối đôi CH2COOCH3 thì nó hoàn toàn là mất máu dịch nước brom ở điều kiện thường để tạo thành CH Br CH2 Br COO CH3. Thì hoàn toàn là cộng được. Tách cũng tách được và trùng hợp cũng trùng hợp được. Vì vậy nên 44 này đúng. Được chưa? 45. Gốc hydrocarbon không no ở este có phản ứng cộng với hydro brom clo. Ok, cảm ơn em. Ôi giời ơi. 45 ạ. Gốc hydrocarbon không no ở este có phản ứng cộng với hydro brom clo giống hydrocarbon không no. Chính xác. Cái này chính xác. Gốc hydrocarbon không no. Chính xác. 45 được. 46 nào. Học hóa có phát người yêu không? Ôi giời. Nếu học hóa mà phát người yêu thì thầy đã có người yêu rồi em ạ. Câu 46 ạ. Este có khả năng hòa tan tốt trong các chất hữu cơ nhá. Este có khả năng hòa tan tốt các chất hữu cơ kể cả hợp chất cao phân tử nên được sử dụng làm dung môi. Cái này đúng nhá, cái này quá đúng luôn. 47 ạ. Polymethyl acrylate và polymethyl met acrylate làm thủy tinh hữu cơ thì thực ra làm thủy tinh hữu cơ chỉ có thằng polymethyl met acrylate thôi. Chứ còn thằng polymethyl acrylate là không làm thủy tinh hữu cơ được. Được chưa? Vì vậy nên 47 sai các bạn nhá, 47 sai. 48 ạ. Polyvinyl acetate được dùng làm chất dẻo hoặc thủy phân thành polyvinyl ancol dùng làm keo dán. Đúng nhỉ? 48. Dùng làm chất dẻo. Ừ, vinyl acetate là dùng làm chất dẻo thì đúng. Hoặc thủy phân thành polyvinyl ancol dùng làm keo dán. Đúng, chính xác. Đúng 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 ạ. 49 à, 49 các bạn chọn đáp án gì ạ? 49 các bạn chọn đáp án gì, comment để coi. Một este có mùi thơm của hoa quả và không độc, được dùng trong công nghiệp thực phẩm, bánh kẹo. Một số este có mùi thơm hoa quả, ví dụ như là chuối này, táo này, không độc, được dùng trong công nghiệp thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát và mỹ phẩm. Đúng, chính xác. 49 đúng ạ. 50 ạ, câu cuối cùng của ngày hôm nay nào. Nốt các em ơi, 50 ạ. 50 các bạn chốt cho thầy đáp án gì? 50 các bạn cùng chốt thầy đáp án gì ạ? Este của acid formic thì có khả năng tráng gương, đúng hay sai? Este của acid formic nó sẽ có dạng là HCOOR phải nhá. Thì nếu mà cấu trúc của nó thì nó sẽ như thế này. HC nối đôi O OR phải. Đúng không? Thì có đúng là nó có chó hay không? Cờ H chó. Vậy đúng nó có khả năng tráng gương không? Chính xác. Este của acid formic thì có khả năng tráng gương. Chính xác. Đúng. Ok. Đấy các bạn thấy không? 50 câu này của thầy xịn không? Thế thì các bạn về nhà làm nốt 50 câu còn lại nhá. Để tuần tới thầy chữa tiếp nhá. Được không ạ? Thế thì rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy nhá. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về các khóa học cùng với thầy thì hoàn toàn có thể vui lòng inbox cho tất cả các fanpage của thầy. Được không ạ? Thế rất là hy vọng là tất cả các bạn và các em đều có thể là
chúng ta đều có duyên để học thầy. Và năm sau thì chúng ta sẽ đều được 9 cộng hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và buổi học hôm nay chúng ta tạm dừng đây. Bye bye. Chào tạm biệt.